Hello, chào tất cả anh em, chào mừng các mình vừa xem một cái video của Jeremy Fragrance, nó có tên là Weekly Rotation Fragrance, ý là những chai nước hoa mà anh ta sẽ sử dụng trong tuần này. Và mình đẩy ra một ý tưởng, đó là copy, bắt chước. Đây là một cái điều hết sức bình thường bởi vì Jeremy luôn luôn được đánh giá là Donald Trump trong YouTube channel về nước hoa, và việc mình có đạo ý tưởng hay là copy ý tưởng hay là một cái gì đó để làm sao mà kênh của mình nổi tiếng hơn thì là cái việc mà rất đáng nên làm. Bởi vì với 100.000 sub thôi chắc mình nghĩ cũng phải mút chỉ rồi, chứ chả đừng nói là có chuyện 1 triệu sub. Ok, quay trở lại chủ đề chính video này thì mình có xem trang okweather.com và trong tuần này nó chia ra làm hai nền nhiệt. Thứ hai đến thứ tư thì 26 đến 38 độ và từ thứ năm đến thứ bảy là 26 đến 31 độ. Hôm nay là thứ ba rồi, đã qua một ngày thứ hai. Thì với cái nền nhiệt độ 28 độ ngày ban ngày và chúng ta phải đi làm, mình thường thích chọn những chai nước hoa có mùi hương nhẹ nhàng, sạch sẽ và không kém phần nam tính. Và chai nước hoa mình chọn lên đó là Prada L'Homme. Đây là cái mùi hương kết hợp giữa iris và amber, tạo nên cái mùi hương cực kỳ nhẹ nhàng, rất rất là nam tính và không kém phần sang trọng. Tuy nhiên điểm trừ của chai nước hoa này đó là mới lần đầu xịt thì có thể có những cái anh em hơi bị quá là nhạy cảm khi mà liên tưởng nó đến mùi nước rửa kính. Còn chỉ có những người ngay từ lần đầu tiên đã yêu nó ngay từ lần đầu tiên đó. Thì lời gợi ý của mình khi mà các anh em thẩm mùi chai nước hoa này đó là nên kiên nhẫn một chút, nên xịt thử thêm 3-4 lần gì đó thì chúng ta biết đâu chúng ta sẽ thay đổi cái quan điểm về mùi hương chai nước hoa này. Bởi vì cá nhân mình khi mà lần đầu mình thử mùi hương chai nước hoa này thì mình cũng không quá là khoái. Mình đã để nó khoảng sau khoảng 1 đến 2 tháng mình mới quay trở lại xịt, và đến bây giờ mình cảm thấy rất ok với mùi hương này đó. Thì với những ngày hè 38 độ mình sẽ sử dụng chai nước hoa này để đi làm. Còn với 31 độ thì có rất nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng đối với mình thì mình sẽ không chọn một mùi hương quá là ngọt hoặc là hơi ngọt khi đi làm, bởi vì nó sẽ gây cảm giác cho mình. Bản thân mình khi mà mình ngửi mình sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu vì nó hơi gọi là ngọt, mà nếu mà ngửi cả ngày thì không bao giờ là dễ chịu cả. Mà mình sẽ có xu hướng chọn những chai nước hoa cay nồng nhẹ thôi nhé, chứ không phải là một chai nước hoa tiêu mà kết hợp cùng một trầm mà gỗ, thì đấy là một cái sự phản tác dụng, nhất là trong môi trường không gian hẹp như khi đi làm. Ở đây thì mình sẽ chọn hai chai nước hoa, đó là Terre d'Hermès. Đây là một mùi hương có thể gọi là đỉnh cao nước hoa cho nam giới. Có những ý kiến này, có những ý kiến nọ về mùi hương chai nước hoa này. Thế nhưng không thể phủ nhận khi mà nhắc đến nước hoa nam và một dạng kiểu điềm đạm, classic, cổ điển gì đó, thì Terre d'Hermès luôn luôn là một trong những chai nước hoa được nhắc đến đó. Và chai thứ hai mình sẽ sử dụng khi mà đi làm, đây là một sản phẩm nhập Prada, Prada Luna Rossa. Đây là chai nước hoa có sử dụng nguyên liệu oải hương giống như là Lanie de L'Homme. Thế nhưng ở đây thì nó kết hợp cùng với tiêu cho nên nó tạo nên cái mùi hương cũng rất là nhẹ nhàng và nam tính và sang trọng. Bản chất mùi hương của Prada luôn luôn là như thế, dù bất kỳ một mùi hương nào thì nó vẫn luôn 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 có một cái nét gì đó rất rất là, nó không hẳn là quý ông, thế nhưng nó rất là đàn ông, nó rất là lịch lãm. Do đó với cái nền nhiệt 31 độ, mình sẽ sử dụng hai chai nước hoa đó là Terre d'Hermès và Prada Luna Rossa để đi làm. Trong tuần này thì mình có buổi tối thì mình có lên lịch trước rồi, đó là một hoặc hai buổi đi cà phê đó, một buổi đi với các anh em và một buổi đi với một số các chị em. Thì cũng tương tự như đi làm, khi mà đi với các anh em thì mình sẽ chọn một cái mùi hương khác, và đi với các chị em thì mình sẽ chọn một mùi hương khác chứ không dùng giống nhau. Thì ở đây nếu như mà đi uống nước với các anh em thì mình sẽ chọn một cái mùi hương, cái thứ nhất là nó dễ chịu, và cái thứ hai là nó có phần gì đó là hơi buông lỏng một chút, không cần phải quá là cầu kỳ. Và chai nước hoa ở đây mình sẽ sử dụng đó là Victor & Rolf Spice Bomb, một mùi hương tiêu thuốc lá rất là nam tính, có phần trẻ trung và năng động. Do đó mình nghĩ khi mà mình đi uống cà phê với các anh em thì mình sẽ dùng chai nước hoa này cho nó hợp phần khung cảnh, trong các cho hợp phần với dịp mình sẽ dùng đó.
thì ngồi với anh em mình sẽ dùng Spicebox. Còn đối với ngồi cà phê với các chị em thì lại là một cái câu chuyện khác. Mình cần chọn một cái mùi hương, cái thứ nhất là vẫn giữ cái phần nam tính của mình đó, nhưng nó vẫn phải có một cái gì đó nó hơi mềm mại, để mà làm sao có một cái sự gì đó nó cuốn hút ngầm đó. Và với cái nền nhiệt 26 độ, ở đây mình sẽ chọn Mont Blanc Individual. Tại sao mình lại sử dụng mùi hương này? Bởi vì cái thứ nhất là một buổi tối thì mình không cần phải dùng mùi hương quá là mạnh, vừa đủ thôi, thoang thoảng, lúc tỏa lúc không. Thì ở đây chai nước hoa này đáp ứng tiêu chí đầu tiên. Cái thứ hai, đây là một mùi hương có cái nét tương đồng với Creed Original Center, thì nó vẫn có cái nét nam tính, nhưng đổi lại chai nước hoa này nó lại có hơi một chút mình không biết nên gọi nó là cái gì, nó hơi có một chút phấn phấn, do đó nó lại, và đôi khi nó tỏa ra và đôi khi nó lại ẩn khuất đâu đó trong cái làn hương của chai nước hoa này. Thì mình nghĩ là nó cũng giống như kiểu chúng ta xịt mùi hương này thì chúng ta sẽ vẫn có một cái chút gì đó nam tính, và đôi khi nó lại một cái có gì đó nó rất là cuốn hút. Đôi khi thôi, chúng ta không nhất là phải lúc nào một mùi hương phải là sexy liên tục, mà chỉ cần đôi khi tỏa ra thế cũng là ăn điểm rồi đó. Thì so sánh hai tiêu chí đó, mình sẽ sử dụng chai Mont Blanc Individual này để đi uống nước với các chị em đó. Và mình đang dự kiến có thể có một hôm mình sẽ đi party, mà đây là tụ tập đó. Thì chai nước hoa mình sẽ dùng ở đây là gì? Với cái môi trường tụ tập thì một mùi hương không phải là quá là ồn ào, một mùi hương không phải quá là thích thể hiện mình là ai cái gì đó, và chỉ đơn thuần là enjoy với các anh em. Giờ đây chai nước hoa mình sẽ sử dụng Lacoste Blanc. Đây là cái chai nước hoa mà đối với cá nhân của mình thấy nó rất hợp các dịp luôn, các dịp mà chúng ta định sử dụng. Thế nhưng bởi vì mình đã chọn hai chai nước hoa trên Spice Bomb và Mont Blanc để sử dụng cho đi tụ tập uống nước, thì chai nước hoa để mà đi với các anh em nếu mà có party đó là Lacoste Blanc. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em chai nước hoa mình sẽ sử dụng trong tuần. Còn các anh em hãy comment các chai nước hoa mà mọi người định sử dụng trong tuần này. Mình rất hy vọng các anh em thích video này. Hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.